dùng nhé, không khó. Soda giáo sư sư sĩ ni soudan shiyou. Dicom Money Express, xóa khoảng cách, gửi yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Pháp luật Nhật không khó. Tôi là An Huy và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ là chị Mây Phương, đồng nghiệp của tôi. Và đây là một chương trình nhằm đưa ra những ý kiến, những luồng thông tin khách quan và đa chiều liên quan đến những vi phạm pháp luật và đồng thời là liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui đón được 4 vị khách mời. Đầu tiên là bạn Ánh Ngọc đến từ công ty chuyển tiền Dicom. Anh Lê Hùng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Chị Bế Minh Nhật hiện đang công tác tại tổ chức phi lợi nhuận. Và cuối cùng là một bạn sinh viên đại diện cho lớp trẻ, Hà Anh. Cảm ơn 4 vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi và chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ được lắng nghe những ý kiến từ phía quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, trên tay tôi là một vật mà có lẽ là đối với những người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản không còn gì quá là xa lạ. Đó chính là thẻ ngoại kiều, tiếng Nhật, Jairukado, hay trong tiếng Việt chúng ta hãy thường nôm na gọi là thẻ gai. Và trên thẻ ngoại kiều này có chứa rất là nhiều thông tin liên quan đến tư cách lưu trú của mỗi công dân nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản. Và chính vì thế mà chiếc thẻ này có thể gọi là một vật phẩm rất là quyền năng. Tuy nhiên, vật phẩm quyền năng này trong những năm gần đây bị làm giả rất nhiều. Và đó cũng chính là chủ đề của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là làm giả thẻ cư trú cũng như là những gì liên quan đến tư cách cư trú nữa. Và để trước khi chúng ta đến với những ý kiến của khách mời cũng như là thông tin từ phía những cơ quan chức năng, xin mời quý vị cùng theo dõi tin ngắn sau đây. Theo báo Yomiuri, nhóm tội phạm gồm 6 người đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật nhập cảnh và tị nạn do làm giả thẻ ngoại kiều. Cơ quan cảnh sát điều tra Tokyo đã thu giữ khoảng 200 thẻ ngoại kiều giả và khoảng 3.000 thẻ ngoại kiều chưa nhập thông tin. Theo cảnh sát, nhóm người này đã nhận chỉ đạo từ Trung Quốc và bán thẻ với giá từ 1.500 yên đến 7.000 yên mỗi thẻ. Ước tính doanh số thu về từ 30 triệu yên đến 1,4 tỷ yên. Trong máy tính bị thu giữ có chứa khoảng 20.000 thông tin cá nhân đã đặt hàng. Cảnh sát đánh giá đây là một trong những nhóm tội phạm làm giả thẻ ngoại kiều lớn nhất trong nước. Vừa rồi là tin ngắn về những vụ việc liên quan đến làm giả thẻ cư trú. Vậy thì từ phía ý kiến của các khách mời, mọi người có cảm nhận như thế nào sau khi nghe tin ngắn vừa rồi? Đầu tiên thì cái việc làm giả giấy tờ mà lại làm giả nước ngoài thì thực sự nghe cảm thấy rất là sốc và bất ngờ đấy. Vì là cái giấy này là theo như mình được biết là cơ quan của chính phủ Nhật, tức là cơ quan hải quan của Nhật cấp, và để mà làm giả nó thì chắc là phải rất tinh vi. Đấy, mà đối với mình là người làm về xuất khẩu động thì mình biết là những bạn mà đã bỏ trốn ra ngoài ấy, và hết thẻ lưu trú, có lẽ là đấy cũng là những người có nhu cầu sử dụng những cái thẻ này chăng. Thế còn Ngọc, ý kiến của bạn như thế nào? Bản thân em cũng có quen một vài người làm và đã bị bắt. Thì là bạn đấy là xin gia hạn visa và không thành công. Thì đấy là lý do tại sao mà người ta muốn làm giả thẻ visa để tiếp tục công việc. Thì sau đấy là vô tình là bạn đấy đi lên Shinjuku chơi và bị cảnh sát vô tình hỏi là cung cấp thẻ Jairukado để kiểm tra. Thì sau đấy là bị quẹt và không ra được một cái mã gì cả là của người giả. Thành ra là sau đấy bạn đấy đã bị bắt. Thì em nghĩ là cái việc mà làm giả thẻ Jairukado thì nó là một hành vi đúng là phạm pháp, nhưng mà nó có nhiều lý do xung quanh đấy mà người ta phải làm như thế. Và đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu hơn ở phần tiếp theo của chương trình. Lý do vì sao lại có rất là nhiều người làm giả thẻ cư trú và những hành vi làm giả này nó có những cái hình thức như thế nào và nó tinh vi ra sao. Và trước khi mà chúng ta sẽ đến với phần thảo luận với những khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin được đưa ra từ những cơ quan chức năng. Xin mời chị Mai Phương. Theo thống kê của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, số người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật Bản đã lên đến gần 70.500 người, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam đã vượt Hàn Quốc và trở thành quốc gia có nhiều người cư trú bất hợp pháp nhất, lên đến hơn 13.700 người, chiếm 19,4% tổng số. Theo thống kê dựa trên tư cách lưu trú,
những trường hợp cư trú bất hợp pháp tập trung nhiều ở nhóm người Việt Nam có visa ngắn hạn với hơn 5.000 người và thực tập sinh với gần 5.000 người. Sở Cảnh sát Tokyo cũng cho biết, trong năm 2022 đã bắt giữ 288 người và 402 vụ liên quan đến làm giả thẻ cư trú. Trong đó, Việt Nam chiếm hơn một nửa với 167 người và 239 vụ. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ phía các cơ quan chức năng tại Nhật Bản. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thảo luận ý kiến đầu tiên đối với các vị khách mời của chúng ta. Vậy thì câu hỏi đầu tiên dành cho mọi người đó chính là từ kinh nghiệm cá nhân hay từ những quan sát cá nhân của mọi người thì liệu là có những thông tin nào khác biệt so với những thông tin này không? Trong cái chế độ lưu trú của Nhật ấy, thì sau khi mà mọi người kết thúc cái visa dài hạn thì mọi người sẽ phải đi gia hạn visa. Và khi gia hạn visa mà không thành công ấy, thì thường là hải quan sẽ Nhật sẽ cho một cái visa gọi là visa tạm thời hay còn gọi là visa ngắn hạn để bạn có thời gian để chuẩn bị về nước. Và có lẽ là trong cái khoảng thời gian chuẩn bị về nước này ấy, thì là cái tâm lý của mọi người là không muốn về hoặc là cũng còn rất nhiều những sự đánh đổi về, cũng còn những khó khăn gì đó, thì mọi người hãy tìm đến một cái giải pháp đó là làm giấy tờ giả. Chứ còn về gốc rễ thì họ cũng đã từng là du học sinh, từng là thực tập sinh. Thế còn đâu đó trong số visa ngắn hạn thì cũng có thể chúng ta nghĩ tới những người là đi sang du lịch. Nhưng mà những người đi sang du lịch thì nói là để mà ngay mà trong thời gian ngắn mà móc nối với những cái sự làm giả tinh vi như thế này thì tôi nghĩ là khó. Thế từ ngay đầu chương trình là Ngọc có chia sẻ về cái trường hợp mà Ngọc có nghe qua và có biết, thì trường hợp của người bạn này là như thế nào, nằm trong trường hợp nào? Một năm trước thì bạn ấy đang là tư cách là du học sinh, đang học tại trường Saint Paul. Thì sau đấy là hết một năm thì bạn ấy phải cô xin làm mới thẻ giai điệu của mình để có thể được học tập tại trường đấy. Thì lúc mà cô xin không thành công thì người ta cũng như anh nói là cho một tháng để chuẩn bị để về nước. Thì trong thời gian đấy bạn ấy có liên hệ với một cái tổ chức làm giả cái thẻ ngoại kiều đấy. Sau đấy là tiếp tục ở lại chỗ em làm bài tổ để tiếp tục làm việc. Thì làm việc tầm được nửa năm mà không ai phát hiện ra, kể cả tên chủ. Cho tới khi mà bạn ấy nghỉ việc đột xuất mà không báo thì tên chủ mới gọi điện để báo cho cảnh sát là bạn ấy không ở nhà và không, nói chung là không thể nào tìm kiếm được bạn ấy. Thì cảnh sát mới thông báo với tên chủ là bạn ấy bị bắt luôn. Và lý do bị bắt họ cũng thông báo luôn? Dạ, lý do bị bắt là thông báo luôn. Thì sau đấy là tên trường lại báo lại với bọn em là Việt Nam có cả làm những cái đấy à, vì người ta là người Nhật và người chưa gặp trường hợp này như thế. Thì theo như mọi người thì những cái hành vi mà làm giả như này thì cái đường dây và quy mô hay là hình thức của những hành vi như này sẽ như thế nào? Thì thứ nhất là phải có công nghệ. Thứ hai là họ phải nắm được rất rõ những cái chi tiết ở trong cái thẻ. Tức là gọi là phôi thẻ đấy. Thế cho nên là có lẽ đâu đó là nó sẽ liên quan đến những cái nhóm tội phạm, chứ nó không phải là một cái người đơn lẻ, một thợ thủ công rất là siêu giỏi rồi là vẽ được ra, đúng không? Thì mình cũng giống cùng ý kiến với anh Hùng là đây là một cái nó khác so với ăn cắp vặt, nó khác so với cái việc trộm cắp nông sản. Đây là một cái hành vi mà rõ ràng là có ý thức, có mưu đồ, có tính toán ở trong đấy. Nghĩa là mình mua một cái thẻ giả như vậy để làm gì? Để tiếp tục ở lại Nhật, để tiếp tục công việc, để đánh lừa người này, để đánh lừa người kia. Và nó là một cái hành vi mà đó lại là có nó vi phạm pháp luật ở cái mức độ rất là nghiêm trọng. Và nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là tò mò với cuộc sống của những cái nhóm cộng đồng người như vậy, bởi vì một khi họ đã là giấy tờ giả thì họ sẽ không bao giờ có mặt tại các cái cơ quan hành chính của Nhật được, và họ sẽ không được tham gia các cái hệ thống bảo an sinh xã hội chính thống, không có bảo hiểm, không có một cái chế độ gì để bảo đảm cái quyền lợi của người ấy khi mà sống ngoài phạm vi pháp luật như vậy. Cho nên là mọi người có thể nghĩ rằng là mình có cái thẻ đó để mình có thể yên tâm ở lại Nhật thêm 1-2 năm. Cái ngôn ngữ của mọi người là để cày thêm 1-2 năm để có thêm tiền rồi làm gì đó, đúng không ạ? Nhưng trong cái thời gian đó có rất nhiều thứ rủi ro, bởi vì khi mà bạn đã sống ngoài phạm vi pháp luật, bạn không được bảo vệ bởi pháp luật nữa, còn có những cái gì có thể xảy ra và bạn hoàn toàn không thể có thể nhờ ai đó can thiệp hay là giúp đỡ được. Thì đấy là một cái hành động mình nghĩ là rất là liều lĩnh và rất là thiếu tính toán. Thì đối với em thì em nghe nhiều nhất là
trường hợp làm giả thẻ ngoại kiều với những bạn thực tập sinh nhiều nhất, bởi vì là do những cái chế độ ở nơi làm việc này, hoặc là bị phân biệt đối xử, hay là những cái vấn đề ở trong đời sống, nên là các bạn ấy mới phải bỏ ra ngoài. Em có nghe từ người bạn của em luôn là bạn thực tập sinh đấy có vấn đề với công ty của mình và bỏ trốn ra ngoài đi làm, thì có làm giả thẻ ngoại kiều này cho đến khi mà bị tai nạn ấy ạ. Vâng, bị tai nạn thì mới đưa đi cấp cứu, thì mới nhìn ra là không có giấy tờ tùy thân, mà kiểu mới nhận ra là làm giả thẻ ngoại kiều. Vâng, thì đó là những hậu quả, hệ quả do hành vi này đem lại mà các vị khách mời của chúng ta đã chia sẻ. Thế còn từ phía các cơ quan chức năng thì sao? Thì chúng tôi đã có hỏi ý kiến của Sở Cảnh sát Tokyo và xin mời các vị khách mời chúng ta cùng xem. で、それで言いますか。はい、不法滞在とはですね、外国人が許可なく日本国内に滞在している状態のことで、主に不法残留、または不法在留のことを言います。不法残留とはですね、正規に入国した後ですね、入国期限が切れた後も更新などしないでですね、滞在している状態で、いわゆるオーバーステイです。不法在留はですね、不法に入国または上陸してですね、そのまま日本に滞在をしている状態のことを言います。 偽造在留カードのですね、偽造、行使、提供、収受、所持はですね、出入国管理及び難民認定法で禁止されています。で、それぞれ罰則が定められています。まずですね、在留カードを偽造すること、偽造在留カードを使うこと、偽造在留カードを提供する、受け取ることの罰則はですね、1年以上、10年以下の懲役となっており、非常に重い罪です。 次にですね、行使の目的で偽造在留カードを所持すると、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。また行使の目的でですね、自分の在留カードを人に提供する、他人の在留カードを所持することなども違反となります。罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。上述は意見từ Sở Cảnh sát Tokyo。 Chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến từ Hiệp hội Luật sư Hành chính Tokyo. Chúng ta sẽ cùng xem phía Hiệp hội có những ý kiến gì khác. Xin mời. もし、とっても嫌なこと、辛いことがあって、もう耐えられないようなことがあって、もうここはやめたいっていう、ちょっと悩んでるんだったら、もう必ずその管理団体とか、その技能実習機構のその相談窓口に電話をしたりして、まずは相談をした方がしてほしいなというふうに思います。 いや、それは受けてくれるところがあれば、それはね、管理団体がきちんとその移動をの手続きっていうのをしてくれるはずなんですね、普通は。で、それで勤務先を変わって、いる人って技能実習生って結構いますので、それはきちんとだから管理団体とか技能実習機構に相談をして、で、会社を変わるっていう、見つかればね、 Chúng ta vừa lắng nghe những ý kiến và thông tin đến từ Sở Cảnh sát Tokyo và Hiệp hội Luật sư Hành chính Tokyo. Và chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến đến từ khách mời trong trường quay ngày hôm nay liên quan đến những vấn đề này. Đối với mọi người thì liệu những hình thức nào có thể đưa ra để mà giảm thiểu những hành vi như thế này? Bởi vì là hiện tại thì đúng là cái việc làm giả giấy tờ, và nó thực ra nó là vấn đề toàn cầu luôn, chứ không chỉ riêng trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật. Đó là cái việc mà làm giả giấy tờ của chính quyền, thì đấy là một cái vấn đề mà thường xuyên là các chính phủ cũng chạy đua công nghệ với các nhóm tội phạm này để làm sao có thể là tăng được cái tính bảo mật của các loại giấy tờ lên, và đấy là việc thường xuyên họ vẫn phải làm. Tuy nhiên thì cái việc này có lẽ là nó sẽ vẫn tồn tại, bởi vì giống như anh Hùng có chia sẻ lúc đấy, đó là sẽ có luôn luôn có những cái cộng đồng nhỏ, những cái nhóm doanh nghiệp hoặc là những cái nhóm người tuyển dụng, họ sẽ không hề quan tâm đến cái việc giấy tờ như thế nào. Tuy nhiên thì nó có thể giảm thiểu được trong tương lai, thì mình nghĩ là thông qua cái việc là tăng tính bảo mật của các chính phủ lên, và sau đó thì có cái sự tuyên truyền thông tin, thì chắc chắn sẽ có thể giúp giảm thiểu phần nào được cái hiện trạng như vậy. Thì đối với những cái công việc ví dụ như là rất là nhiều người Việt Nam ở Nhật Bản gửi tiền về Việt Nam chẳng hạn, thì khi mà mình sử dụng những cái dịch vụ như thế, mình cũng sẽ phải có xuất trình giấy tờ đúng không ạ? Vậy thì liệu là mình sử dụng giấy tờ giả như vậy và những cái dịch vụ như thế mình còn có thể làm được không? Về phía của Dicom thì là trên hệ thống có mã code để quét là thẻ ngoại kiều đó có phải là thẻ ngoại kiều thiệt hay không.
Thì sau khi quét cái thẻ đấy, nếu mà bạn là người chủ sở hữu của cái thẻ đấy và kiểu là cái thẻ đấy là thật ý, thì mới được là đăng ký vào tài khoản của Dcom và trở thành người sử dụng dịch vụ của Dcom. Còn đối với những các công ty chuyển tiền khác thì em không chưa biết là bên người ta có làm được tới đấy hay không. Còn về vấn đề mà làm giả giấy tờ thì Dcom luôn có một cái mã code để khai báo với thuế và chính quyền, cho nên là rất là khó để làm giả từ giấy tờ từ Dcom. Nhưng mà tôi có một câu hỏi dành cho mọi người, đó chính là có lẽ là rất là nhiều người đã nhìn thấy ở trên mạng xã hội hay là các cái trên trang, các cái internet là nhìn thấy việc là rất là nhiều nhóm người đang quảng cáo về dịch vụ là làm thẻ ngoại kiều giả hay là làm giả tư cách lưu trú. Thì đối với ý kiến cá nhân của mọi người thì có cách nào mình có thể nghĩ ra để mà cùng nhau giảm thiểu cái hành vi như thế này trên môi trường mạng xã hội không ạ? Và thì đầu tiên nên là cái việc quản lý thông tin cá nhân, đúng không nhỉ? Những người họ tình nguyện, họ xác định là không bao giờ tôi quay lại Nhật nữa, mà tôi thậm chí là bán cho tặng thông tin cá nhân, thì cái đấy mình không tránh khỏi được, đúng không ạ? Và có lẽ là về phía chính phủ Nhật thì họ cũng không thể nào mà áp một cái chế tài pháp luật gì cho người nước ngoài. Cái thứ hai nữa là những người mà mua bán trên các cái nền tảng xã hội online và không có sự quản lý ấy, thì mọi người dễ dàng cung cấp cái thông tin cá nhân của mình cho một người khác. Nhiều khi bảo là gửi cho tôi cái địa chỉ để tôi gửi hàng thì chụp luôn cái thẻ ngoại kiều. Không ạ. Thế là thôi xong. Đấy, và cái đối phương kia có thể người ta cũng không cố tình, nhưng mà đôi khi nick của người ta bị hack chẳng hạn, thì tất cả những cái thứ đó đều là những cái sự rò rỉ thông tin cá nhân. Đấy, thứ hai là cái việc mà những cái đại lý mà chào mời ấy, thì có thể đấy là nick ảo thôi, nhưng mà hoàn toàn là bây giờ thì ở Nhật ấy, những người mà thấy những cái dịch vụ đó thì hoàn toàn có thể thông báo cho cơ quan chức năng là tôi có nhận thấy cái người này thông báo như này, thì là các anh hãy điều tra. Mình cũng có một cái ý kiến nho nhỏ về cái gọi là quá trình phạm tội, bởi vì thực ra nhiều khi những cái hành vi mua bán thẻ giả đấy là một hành vi vi phạm pháp luật rồi. Thường nó chỉ sẽ bắt đầu ở những cái câu chuyện rất là đơn giản thôi, đó là em gặp khó khăn trong công việc. Mình theo dõi những cái gọi là thread, những cái conversation, những cái đoạn hội thoại của rất là nhiều người comment chat qua chat lại ở trên các cái trang mạng, những cái group Facebook lớn ấy, thì em có khi người đăng câu đầu tiên chỉ là em chán công việc bởi vì là đồng nghiệp lạnh lùng này nọ nọ kia, nhưng nếu mà bạn kéo xuống dưới dần dần sẽ thấy những cái nội dung nó tăng cao hơn, ví dụ như là vậy thì đi bộ đội thôi em, vậy thì chỗ này chỗ kia có nhiều việc lắm em ạ, vậy thì chỗ này chỗ kia hoàn toàn có thể có giấy tờ để cho em đi làm được, em không cần phải lo gì cả đây. Thì cái câu chuyện nó sẽ tăng dần lên theo với cái mức độ như vậy, và cái hành vi phạm tội có thể ban đầu nó chỉ bắt đầu từ những cái bất mãn hoặc từ những cái sự muốn chia sẻ nho nhỏ thôi, nhưng mà dần dần nó phát triển lên thành một cái hành vi vi phạm pháp luật. Vâng, chị Nhật vừa nhắc đến một từ mà có lẽ là chúng ta đều có một chút khựng lại, đó là hai chữ bộ đội. Từ bộ đội này có ý nghĩa như thế nào thì rất mong là các khách mời trường quay chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian để bàn về nó. Thì xin hỏi các vị khách mời trẻ tuổi, bạn Ánh Ngọc và bạn Hà Anh, mọi người có biết cái từ bộ đội này không và có những cái suy nghĩ gì khi nhắc đến từ bộ đội? Xin mời Ánh Ngọc. Từ bộ đội thì lần đầu tiên em được nghe tới lúc em học Sen Môn. Thì lúc đấy em không hiểu bộ đội là gì đâu. Thì em cứ nghĩ bộ đội chắc là như ngày xưa mấy chú bộ đội, mấy chú công an. Thì em cũng có hỏi bạn bè là tại sao ở bên đây người ta gọi nhau là bộ đội. Thì bạn em có giải thích là bộ đội là kiểu giống như là đi ra ngoài hành quân. Mà cho tới bây giờ em vẫn không hiểu bộ đội là gì. Em có nghe nói là người ta giống như các anh chị chia sẻ là cái hành vi mà làm trái pháp luật, giống như là làm thẻ giả hay là đi bộ đội là một cái hành vi xấu và không nên như thế. Thì em cũng giống như là Ánh Ngọc thôi, ban đầu mình cũng không hiểu cái từ bộ đội là gì, thì cũng nghĩ là hay là người Việt Nam sang bên này rồi đi nghĩa vụ quân sự giống như là ở Việt Nam ấy, là nên là được gọi là bộ đội. Thì sau này thì mình mới biết là bộ đội là mình bỏ cái tư cách lưu trú hiện tại của mình, bỏ ra ngoài hẳn luôn và đi làm công việc khác với tư cách lưu trú của mình. Thì đối với trường hợp mà đi bộ đội ấy, thì em thấy là kể cả du học sinh hay là thực tập sinh thì cũng sẽ đi bộ đội. Mỗi người sẽ có những cái lý do riêng. Mọi người bỏ trốn làm một cái công việc khác ngoài tư cách lưu trú của mình để kiếm thêm tiền để ở lại Nhật, rồi
để tiết kiệm rồi vì mục đích nào đấy để sau này có thể về được Việt Nam. Thì theo em thì cái từ bộ đội theo em hiểu nó là cái nghĩa như thế. Đó là góc nhìn từ những bạn còn khá là trẻ. Vậy thì anh Hùng với tư cách là một người mà đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản và liên quan đến mảng xuất khẩu lao động, thì ý kiến của anh về từ bộ đội này hay là cụm từ bộ đội này như thế nào? Đầu tiên thì là chúng ta phải xin lỗi những người dân Việt Nam đang sống ở trong đất nước Việt Nam, bởi vì hai cái từ này nó rất là thiêng liêng. Nó thể hiện cho một cái lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước. Cái người bộ đội là người mà được tôn vinh và được tôn trọng nhiều nhất. Tuy nhiên thì cái từ bộ đội hiện nay trong cộng đồng người Việt Nam ở tại Nhật và người Nhật cũng đã bắt đầu biết tới cái từ này, thì có thể nói là đây nó là một từ tiếng lóng, nó không phải là một từ nghĩa gốc của từ bộ đội mà nó là một từ lóng, và nó được phát sinh ra mới gần đây và nó có một nghĩa hoàn toàn khác với nghĩa gốc của từ bộ đội. Và theo như tôi làm thực tập sinh thì tôi có tìm hiểu ấy, thì đây nó là một cái xuất phát từ một cái câu nói đùa trong một cái nhóm anh em người ta đã bất hợp pháp và người ta ngồi với nhau và người ta nói đùa. Thì người ta có ý nghĩa nó đại khái như sau, tức là ngày xưa thì khi các chú bộ đội Việt Nam chúng ta khi mà để mà tránh bom Mỹ hay là tránh cái sự truy quét thì chúng ta phải chui vào trong rừng sâu nước độc và chúng ta phải bí mật, phải ngụy trang để không được phát hiện đấy, và như thế chúng ta mới chiến thắng được ấy. Thì họ nói đùa với nhau là chúng ta cũng là những người bộ đội, theo một cái nghĩa hiểu lái đi một chút là chúng ta cũng là những người bộ đội phải đi trốn tránh, phải đi chui lùi để mà cứu lấy cái sự khó khăn của gia đình mình. Và từ đó, từ những câu nói đùa đó thì nó bắt đầu nó lan truyền lên những cái trang mạng xã hội và những cái cộng đồng những người bỏ trốn ra ngoài bất hợp pháp. Cho nên nó trở thành một cái từ nó trending, nó phổ cập. Và bây giờ thì rất nhiều người dùng cái từ này để chỉ đến những người bất hợp pháp. Thì còn bàn về hai cái từ này ấy, thì những người bộ đội này thì chúng ta cũng hiểu rằng là có nhiều cái hoàn cảnh khi mà họ đi sang bên Nhật, họ có thể họ không chuẩn bị đủ về kiến thức, về thói quen, về pháp luật hoặc là về văn hóa, có thể họ gặp khó khăn về mặt kinh tế hoặc là họ bị mâu thuẫn về mặt gọi là giao tiếp với người Nhật, và sau đó thì họ và kể cả họ gặp những người Nhật xấu nữa, cho nên là họ buộc phải lựa chọn một cái việc như em vừa nói, đây là phải chấp nhận ở lại để làm thêm kiếm tiền cho bản thân, để trả nợ hoặc là để mà có một cái khoản vốn, họ chấp nhận ở lại. Tức là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc là tại sao lại có một nhóm người bộ đội như vậy và tại sao họ vẫn tiếp tục làm việc và sinh sống ở Nhật được. Và tôi nghĩ có lẽ nó cũng liên quan trực tiếp đến chủ đề ngày hôm nay, đó chính là việc là làm giả thẻ ngoại kiều. Bởi vì chính có những dịch vụ như dịch vụ là làm giả thẻ ngoại kiều cũng là một nguồn cơn để tiếp tay cho những cái hành động hay là những cái hành vi mà bỏ trốn ra ngoài hay là ở lâu hơn so với cả tư cách lưu trú, hay là còn mình có thể gọi nôm na là tiếp tay cho bộ đội, đúng không ạ? Vâng, có lẽ là câu chuyện về chữ lóng, bộ đội khiến không khí trường quay hơi bị lắng xuống một chút. Tuy nhiên, vẫn như những số trước, thì thông qua chương trình này chúng tôi muốn lan tỏa những cái hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam, những tin tích cực trong cộng đồng người Việt Nam đến những vị khách mời của chúng ta cũng như là khán giả đang xem chương trình. Và đây cũng sẽ là nội dung cuối để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lễ hội Dream Yosakoi lần thứ 22 vừa được tổ chức với hơn hàng triệu người tham dự tại khu vực trụ sở đài truyền hình Fuji, Tokyo, Nhật Bản, có sự góp mặt của hơn 50 đội múa trong và ngoài nước, bao gồm cả đại diện đến từ Việt Nam, Hà Nội Senen Yosakoi. Hà Nội Senen Yosakoi là một trong những nhóm múa tiên phong trong phong trào Yosakoi từ năm 2008 và hoạt động vô cùng sôi nổi. Lần này, sánh vai cùng với các đội bạn, Hà Nội Senen Yosakoi đã trình diễn tiết mục của mình trong bộ áo dài cách tân in họa tiết chim lạc, cùng với đạo cụ biểu diễn là nón lá đặc trưng của nước nhà.